Với chủ đề hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, tháng nhân đạo năm 2024 đã và đang được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Đây là đợt hỗ trợ cao điểm dành cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội nhằm tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cuộc sống, góp phần khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Đã gần 70 tuổi, với nhiều căn bệnh mang trong người, nhưng hàng ngày, bà Lê Thị Lắm, ngụ ở khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, vẫn cố gắng làm mọi việc để chăm sóc người cháu ngoại bị bại liệt bẩm sinh. Gia cảnh neo đơn, cuộc sống hai bà cháu vất vả, khó khăn. Rau cháo đạm bạc qua ngày nhờ vào sự giúp đỡ thường xuyên của Hội chữ thập đỏ địa phương và quý mạnh thường quân gần xa. Một đứa cháu bị khuyết tật, hoàn cảnh gì cũng khó khăn lắm, cũng nhờ nhà tài trợ phường đồ giúp đỡ chút đỉnh, vì cũng cố gắng sống cho nó tốt giờ, chứ già rồi không có đi làm gì được hết á, bệnh đau nhiều lắm. Thì tháng 400 vì Tết gì quà cáp này thì ua là xà bông, nhờ địa phương rồi đồ mấy anh chị giúp đỡ gì tôi cũng cảm ơn. Từ cái tấm lòng nhân ái yêu thương thì để mà chia sẻ giúp đỡ, bản thân tôi cũng trích ra một phần của lương hưu, rồi cũng là chia sẻ của bạn bè, rồi anh chị em trong gia đình để mà cu mang giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. Thì tôi là coi như là trợ cấp cái địa chỉ nhân đạo là 6 đối tượng thường xuyên mỗi tháng, giúp đỡ cho người ta thì người ta cũng hạnh phúc, mà mình đem hạnh phúc lại cho người ta cũng là cái niềm vui cho mình. Với tinh thần người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, tháng nhân đạo 2024, mỗi tổ chức hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Biên Hòa thực hiện ít nhất một công trình phần việc nhân đạo gắn với địa chỉ nhân đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa giá trị nhân ái rộng rãi trong xã hội thông qua nhiều hoạt động cụ thể như xây nhà chữ thập đỏ, tổ chức gian hàng không đồng, cơm yêu thương, chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí, phục vụ cho hơn 4.000 lượt đối tượng khó khăn, người yếu thế với tổng kinh phí ước tính trên 2 tỷ đồng. Phát quà cho người nghèo 100 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 300.000, được mổ mắt miễn phí ở bệnh viện giao thông vận tải, cũng được khoảng chừng 52 người. Bà con rất là vui để ánh sáng, để cải thiện cuộc sống, lao động để lo cho gia đình. Các cái đối tượng mà Hội chữ thập đỏ đang hỗ trợ là đối với những người khó khăn yếu thế, thì Hội chữ thập đỏ cũng đã hỗ trợ thêm cho các cái đối tượng ví dụ như là công nhân khó khăn, hoặc là các cái đối tượng ví dụ như là đối tượng hội cán bộ Hội chữ thập đỏ nghèo. Hội chữ thập đỏ cũng đã công khai trên các cái mạng Zalo, Facebook để cho các cái mạnh thường quân biết được các hoạt động của hội, và từ đó cũng thể tạo được cái niềm tin cũng như là cái sự hỗ trợ của các cái mạnh thường quân đến tận tay các cái người được hỗ trợ. Những việc làm trong tháng nhân đạo đã có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành nét đẹp văn hóa được các cấp hội chữ thập đỏ và toàn xã hội quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiến đến xây dựng thành phố Biên Hòa ngày càng ấm no, hạnh phúc.